Thưa quý vị, chứng hôi miệng hay còn gọi là hơi thở hôi là một trong những chứng bệnh khi mà miệng người phát ra hơi thở mang mùi hôi hoặc là phát ra mùi khó chịu khi nói. Chứng hôi miệng không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe nhưng lại gây nên những biến đổi về tâm lý không đáng có cho người bệnh. Người bị hôi miệng thì thường rất mặc cảm khi nói chuyện với những người xung quanh và điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới đời sống tinh thần cũng như là những mối quan hệ xã giao của người bệnh. Và để giúp cho những người mắc chứng hôi miệng khỏi bệnh thì các bài thuốc nam với các vị thuốc có nguồn gốc từ tự nhiên là giải pháp an toàn và hữu hiệu nhất. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự về bài thuốc đặc trị chứng hôi miệng Hoàng Mai Linh của Lương Y Phạm Công Bằng. Kế thừa tinh túy được học từ cha ông, kết hợp với các vị thuốc từ thiên nhiên, Lương Y Phạm Công Bằng đã bào chế thành công bài thuốc Hoàng Mai Linh, đặc trị chứng hôi miệng, giúp tự tin và thoải mái trong giao tiếp và cuộc sống. Được thừa kế từ bài thuốc gia truyền, qua nhiều năm nghiên cứu, thì bản thân tôi cũng rất là tâm đắc khi bào chế ra sản phẩm thơm miệng Hoàng Mai Linh. Sau 3 đến 5 ngày sử dụng, thì nó sẽ giúp giảm 60-70% mùi hôi miệng. Sau vài tuần sử dụng thì mùi hôi sẽ dứt điểm, không còn nữa. Thì cũng nhiều bệnh nhân thì sử dụng nhiều cái phương pháp khác nhau, nhiều cái hãng khác nhau nhưng mà không khỏi được cái bệnh hôi miệng. Thì cái sản phẩm Hoàng Mai Linh này giải quyết dứt điểm gốc rễ của vấn đề hôi miệng, thì đem lại hơi thở tự tin và giúp khách hàng thoải mái, tự do trong giao tiếp. Chứng hôi miệng hay bệnh hôi miệng còn thông dụng gọi là hơi thở hôi là một chứng bệnh khi miệng phát ra hơi thở mang mùi hôi hoặc phát ra mùi khó chịu khi nói. Lo ngại về chứng hôi miệng được ước tính là lý do thường gặp nhất đối với những người tìm đến khám nha khoa sau bệnh sâu răng và bệnh nha chu, viêm niếu, với khoảng 20% dân số nói chung được báo cáo bị chứng hôi miệng ở các mức độ khác nhau. Hôi miệng làm cho bản thân người bị hôi miệng cảm thấy khó chịu, thiếu tự tin hay bối rối khi giao tiếp. Người xung quanh khi tiếp xúc trực tiếp cũng cảm thấy khó chịu, thường chỉ phản ứng quay mặt đi nơi khác hoặc lảng tránh, ít góp ý trực tiếp vì lý do tế nhị. Bệnh hôi miệng có những dấu hiệu rất đặc trưng. Một là do chúng ta vệ sinh răng miệng không được sạch sẽ, dẫn đến vi khuẩn tích tụ lâu ngày và hình thành ra những khối mảng bám nằm sâu ở trong chân răng, dẫn đến hôi miệng. Cái nguyên nhân thứ hai đó là do chúng ta bị viêm tuyến nước bọt và chúng ta bị rêu lưỡi rất dày và cái lớp rêu lưỡi mọc dày ở bọn trắng ở trong khoang miệng và chúng ta ngủ thức dậy bị đắng miệng và chúng ta bị thiếu cái tuyến tân dịch. Nguyên nhân thứ ba là cũng nằm ở trong khoang miệng là do chúng ta bị viêm nha chu và chảy máu chân răng, những mạch máu nằm sâu ở dưới chân răng làm cho chúng ta vệ sinh không thể sạch sẽ được. Đó là ba nguyên nhân của trên khoang miệng. Còn cái nguyên nhân chính của bệnh hôi miệng đó là ở trong dạ dày. Thì như chúng ta đã biết, dạ dày nó luôn luôn co bóp và nó nghiền thức ăn. Thì trong quá trình co bóp và những thức ăn khó tiêu mà chúng ta ăn phải như là tôm sống, quả cá sống, nội tạng, mỡ màng, thì những thức ăn này không được tiêu hóa hết, nó nằm ở trong cái thành thực quản, những cái mảnh thức ăn nhỏ. Từ đó thì vi khuẩn nó sẽ lên men và những enzyme nó sẽ tấn công thức ăn, gây ra mùi hôi thối. Và trong quá trình co bóp của dạ dày nó dẫn những cái mùi hôi thối đưa lên thực quản và thoang khoang miệng, từ đó gây ra cái mùi hôi miệng đó. Thì trong đông y người ta gọi là nhiệt độc tích tụ ở trung tiêu, hay còn gọi là hở van dạ dày. Hôi miệng xảy ra ở mọi lứa tuổi, mức độ nặng nhẹ tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh. Chứng hôi miệng mặc dù không ảnh hưởng gì nhiều tới sức khỏe, nhưng đây lại chính là vấn đề ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới tâm lý của người mắc phải. Mặc dù hôi miệng không ảnh hưởng xấu nhiều tới sức khỏe con người, nhưng nó lại gây nên những biến đổi về tâm lý không đáng có cho người bệnh. Điều này ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng tới đời sống tinh thần cũng như những mối quan hệ xã giao của người bệnh. Nguy hiểm nhất, chứng hôi miệng sẽ bị mọi người xa lánh. Do đó, người bệnh tự mình khép kín dần, trở thành người tự kỷ, bởi vì họ luôn sống trong sợ hãi, ám ảnh. Có nhiều trường hợp không tìm ra cách chữa, cảm thấy cuộc sống bế tắc, không lối thoát, có thể dẫn đến hậu quả rất xấu, đó là tự tử. Sản phẩm dùng hai cơ chế cơ bản. Một là tác động trực tiếp lên khoang miệng. Hai là tác động trực tiếp vào dạ dày. Khi chúng ta ăn uống khó tiêu thì thành phần giả cẩm, mạch môn thì sẽ giúp thanh nhiệt từ bên trong, làm cho những thức ăn thừa được tiêu hóa hết. Cơ chế thứ hai là đánh trực tiếp vào khoang miệng, dùng những cái vị như là hoắc hương và hoàng cầm tiêu diệt những vi khuẩn nằm sâu ở trong chân răng gây ra hôi miệng. Các vị dùng trong sản phẩm gồm là hoắc hương, xạ đen, dạ cẩm, mạch môn, mao căn, hoàng cầm và một số thảo dược quý. Tính ưu việt của sản phẩm Hoàng Mai Linh
tức là những cái thảo dược sản xuất từ nguồn gốc thiên nhiên, không có tác dụng phụ và rất an toàn. Cái điểm thứ hai đó là tác dụng của sản phẩm là nhanh, mạnh và giải quyết dứt điểm mùi hôi trong khoang miệng, tạo nên sự tự tin, thoải mái trong giao tiếp của khách hàng. Lương Nghi Phạm Công Bằng được hàng triệu người Việt Nam biết đến với bài thuốc cai thuốc lá, đã giúp hàng chục ngàn người cai thuốc lá thành công. Phạm Công Bằng luôn tâm niệm tất cả vì sức khỏe của người bệnh, luôn nỗ lực hết sức để người Việt khỏe bằng thuốc nam. Những cố gắng của Lương Nghi Phạm Công Bằng đã được ghi nhận với các danh hiệu và giải thưởng cao quý. Năm 2017, anh là gương mặt doanh nhân Thành Đạt. Năm 2018, Phạm Công Bằng vinh dự được Trung ương Hội Giáo dục Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng Việt Nam trao tặng danh hiệu Người Thầy Thuốc của Nhân dân. Hoàng Mai Linh, chữa chứng hôi miệng, đã ghi nhận thêm nỗ lực nghiên cứu, thử nghiệm và bào chế thuốc để có thể tái hiện thành công các bài thuốc gia truyền của Lương Nghi Phạm Công Bằng, giúp nhiều người có sự tự tin trong giao tiếp và có cuộc sống khỏe mạnh. Mình đã bị cái chứng hôi miệng này 4 năm nay. Và khi mà bị cái chứng hôi miệng đó thì nó ảnh hưởng đến công việc, ảnh hưởng đến cuộc sống, ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của mình khá là nhiều. Lúc đó mình mới lao đầu đi tìm những cái phương thuốc bệnh viện này, rồi là thuốc Tây Y, rồi là thuốc cổ truyền. Nhưng mà những cái gì mình nhận lại thì nó đều là không hiệu quả như mình mong muốn. Thì trong cái lúc tuyệt vọng nhất thì có một người bạn giới thiệu cho mình đến cái phương thuốc thơm miệng Hoàng Mai Linh của Thầy Bằng. Thì mình cũng coi như là một cái cơ hội, mình để lại cái số điện thoại và thầy có gọi cho mình để tư vấn cho mình. Và sau khi thầy tư vấn chu đáo và tận tình thì mình cũng đặt trước hai lọ để dùng thử sao. Thực sự là dù gì là cũng là mua hàng online, bởi vì là thầy ở Vĩnh Thanh, Hậu Giang, nên là cái sự tin tưởng của mình nó cũng không tuyệt đối 100%. Mình đặt trước hai chai và dùng thử. Sau 3 ngày dùng thì mình đã cải thiện được đến 80%. Và lúc đó mình lại gọi điện lại cho thầy bán tiếp và gọi thầy gửi cho mình thêm 4 chai nữa. Và sau khi sử dụng cái liệu trình 4 chai xong để mình điều trị dứt điểm, thì lúc đó đến đến nay là hơn 1 năm nay, mình đã được điều trị dứt điểm vấn đề hôi miệng và không bị tái phát trở lại. Em đã sử dụng cái sản phẩm thơm miệng Hoàng Mai Linh này của bên nhà Bắc Bằng nó được 4 năm nay rồi. Và 4 năm nay em hoàn toàn tự tin với hơi thở của mình là luôn luôn thơm mát. Và cái em rất an tâm sử dụng, bởi vì nhà Bắc Bằng thì cũng ngay cạnh nhà ông nội Bắc Bằng gần nhà em, nên là cũng có 4 đời mình đó là sử dụng cái phương thức gia truyền thuốc nam này và nổi tiếng cả khu vực này luôn. Nên là khi em sử dụng em rất là an tâm, và bác cũng có cái chế độ bảo hành riêng cho những khách hàng sử dụng như em, nên là em hoàn toàn an tâm sử dụng sản phẩm này. Hữu xạ tự nhiên hương, Hoàng Mai Linh đã trở thành bài thuốc đặc trị chứng hôi miệng hiệu quả nhanh, không có tác dụng phụ, với các nguyên liệu có nguồn gốc sạch, an toàn từ thiên nhiên, được thu hái, bảo quản, bào chế theo quy định nghiêm ngặt và được kiểm nghiệm và cấp phép của các cơ quan nhà nước, cũng như hiệu quả từ chính những bệnh nhân đã sử dụng và thoát khỏi chứng hôi miệng.